Alo. À, thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 7 trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021-2022. À, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Trần Văn Cảnh. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ ôn tập lại kiến thức hình học lớp 6 cho các em. Phần 1. Các em quan sát hình vẽ và cho thầy biết mỗi hình sau ứng với kiến thức nào các em đã học. Thì ở hình 1 á, dễ nhận thấy đó là nửa mặt phẳng BA. Còn ở hình 2 thì điểm M nằm trong góc XOY. Đồng thời góc XOY này các em dễ nhận thấy đó là góc nhọn. Ở hình 3, góc XOY có hai tia OX và OY vuông góc với nhau tại O, cho ta góc vuông. Còn hình 4 thì góc XOY này là góc tù. Góc tù là cái góc mà nó lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Còn ở hình 5 thì góc XOY nó gồm có hai tia OX và OY tạo bởi hai tia OX và OY đối nhau. Nên ta gọi là góc bẹt XOY. Trong hình thứ 6 đó thì cái góc XOT và góc TOY là hai góc kề bù. Hai góc kề bù là hai góc mà nó phải kề nhau đã. Và sau đó là tổng hai góc này phải bằng 180 độ. Còn ở hình 7 thì người ta cho góc XOY bằng 90 độ và góc XOT cộng với góc TOY lúc này nó bằng góc XOY, tức là bằng 90 độ. Nên góc XOT và góc TOY là hai góc phụ nhau. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ các em ạ. Ở trong hình 8 thì TOT đó sẽ nằm giữa tia OX và tia OY. Đồng thời góc XOT bằng với góc TOY. Nên ta nói TOT là tia phân giác của góc XOY. Trong hình 9 cho ta tam giác ABC gồm 3 đoạn thẳng AB, BC và AC. Trong đó 3 điểm ABC này không thẳng hàng. Còn ở hình 10 là hình gồm những điểm cách điểm O cố định một khoảng bằng R, ta gọi là đường tròn tâm O bán kính R. Vậy là mục 1 này, quan sát hình vẽ đó, thì chúng ta đã nhớ lại được một số kiến thức liên quan đến khái niệm về nửa mặt phẳng này, góc nhọn, góc vuông, tù, góc bẹt, góc kề bù, góc phụ nhau, tia phân giác của góc, tam giác, rồi đường tròn. Ta chuyển sang câu thứ hai. Điền vào chuỗi quần hiếu để được khẳng định đúng. Câu thứ nhất, bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là, các em điền vào, của hai nửa mặt phẳng đối nhau. Vậy trong câu này chúng ta sẽ điền cái gì nhỉ? À, ta sẽ điền vào để được câu hoàn chỉnh như sau. Thì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Câu B. Góc bẹt là góc có hai cạnh như thế nào ạ? À, ở phần trước thầy đã nhắc góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Câu C. Nếu tia OI nằm giữa hai tia OX và OZ thì các em nhớ lại xem mình sẽ điền biểu thức nào vào đây. À, ta sẽ điền biểu thức là góc XOY cộng với góc IOZ bằng với góc XOZ. À, ký hiệu góc còn được ký hiệu như vừa chiếu lên các em coi. Câu D. Ta sẽ điền cụm từ gì vào hai chỗ còn bỏ trống nhỉ? À, chỗ bỏ trống thứ nhất á, chúng ta sẽ điền vào cụm từ để cho nó được câu như sau. Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R và ký hiệu là OR. Tâm O viết trước, bán kính R viết sau, ngăn cách bởi dấu chấm phẩy và nằm trong dấu mốc đơn. Câu E. Tam giác ABC là hình gồm gồm cái gì ạ? Khi ba điểm ABC không thẳng hàng. À, nó là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA. À, khi ba điểm ABC không thẳng hàng. Câu F. Hai góc phụ nhau là hai góc như thế nào ạ? À, hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Tức là cộng hai góc đó lại bằng 90 độ thì đó là hai góc phụ nhau. Điền cụm từ vào để được là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ. À, thì các em sẽ điền vào hai góc bù nhau. À. Câu H. Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù. Câu số 3. Chọn câu trả lời đúng. Ý thứ nhất, góc phụ với góc 40 độ là góc nào? À, hai góc mà phụ nhau đó khi tổng số đo của chúng bằng 90 độ. Vậy thì mình sẽ tìm cái góc nào cộng với góc 40 độ mà nó bằng 90 độ đó, thì đó chính là góc phụ với góc 40 độ. Ngoài ra, các em có thể lấy 90 độ trừ đi góc 40 độ là được góc phụ với góc 40 độ. À, ta được đáp án đúng là câu A. Ý thứ hai, góc bù với góc 50 độ là góc nào? Hai góc mà bù nhau khi hai góc đó cộng lại là bằng 180 độ. Vậy đã có góc 50 độ rồi, tìm góc bù với nó, chúng ta sẽ lấy 180 độ trừ đi 50 độ. À, ta được đáp án C là câu đúng. Ý thứ ba, góc hợp bởi kim giờ và kim phút lúc 6 giờ là bao nhiêu độ hả các em? À, và lúc 6 giờ thì kim giờ đã chỉ vào số 6, kim ngắn á, còn kim dài, kim phút nhá, chứ không kim giây,
kim phút chỉ vào số 12. Lúc này hai kim thẳng hàng. Và nó tạo thành hai tia đối nhau. Do vậy chúng ta có được cái góc hợp bởi hai kim giờ và phút lúc 6 giờ là góc 180 độ. Ý thứ tư, hai đường thẳng xx phẩy và yy phẩy cắt tại điểm O, ta có góc x phẩy OY và góc x OY phẩy là hai góc không đối đỉnh. Câu B, góc x OY và góc x phẩy OY là hai góc phụ nhau. Câu C, góc x OY và góc x phẩy OY phẩy là hai góc kề bù. Câu D, góc XOY và góc X phẩy OY phẩy là hai góc đối đỉnh. Các em lấy giấy nháp vẽ phác thảo cho thầy đường thẳng X phẩy và đường thẳng Y phẩy cắt nhau tại điểm O. Quan sát hình vẽ chúng ta đối chiếu, chúng ta chọn phương án đúng nhất. Sau khi vẽ hình và quan sát hình vẽ thì chúng ta được đáp án đúng ở đây là câu D. Ý thứ năm, số tam giác có trong hình vẽ là. Các em đếm được bao nhiêu tam giác ạ? Trong ý này có tất cả là 6 tam giác các em ạ. Ý thứ 6, trong hình vẽ dưới đây, số đo của góc ZOT bằng bao nhiêu độ? Thầy gợi ý này, người ta cho góc ZOY bằng 35 độ, góc XOT là góc vuông, tức là 90 độ. Từ đó các em có thể tính ra được góc TOY, hoặc các em có thể tính ra được góc XOZ. Nếu như các em tính ra góc TOY bằng 90 độ đó, thì chúng ta sẽ tính ra được góc TOZ, bởi vì nó kề bù, bởi vì nó phụ với góc, nó phụ với góc là ZOY. Còn nếu như các em tính ra góc XOZ thì khi đó chúng ta sẽ lấy góc XOZ này ta trừ đi góc XOT thì được kết quả là góc ZOT. Các em lấy bút ra tính. Các em đối chiếu với kết quả, đáp án đây là 55 độ. Trong hình tiếp theo, người ta cho góc XOY bằng 30 độ và cho góc XOZ bằng 120 độ.
và người ta hỏi góc IOZ nó là góc gì đó, góc vuông hay góc nhọn hay góc tàu bẹt. Vậy thì chúng ta lại nhắc lại là góc nhọn là gì, góc vuông là gì, vân vân. Thì để biết góc này là góc gì thì các em phải tính cho thầy cái góc IOZ. Thì dễ dàng tính được góc IOZ là bằng 90 độ. Và đó chính là góc vuông. Câu thứ tư. Vẽ hình theo diễn đạt sau. A nhỏ, vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác ABC, vẽ các tia AM, BM, CM. Các em lấy giấy, bút và thước để vẽ hình. Câu B yêu cầu vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, lấy điểm B nằm trên cạnh IM, vẽ giao điểm N của IA và KB. Các em vẽ hình và đối chiếu với đáp án. Các em đã xong chưa? Các em xem bài giải này. Câu A đó, vẽ tam giác ABC. Trước tiên là vẽ một cạnh nào đó, chẳng hạn như vẽ cạnh AB trước. Tiếp theo, lấy điểm C. Lấy điểm C nằm ngoài đường thẳng AB, để cho ba điểm ABC này không thẳng hàng đó. Ta nối C với A, C với B được tam giác ABC. Bây giờ lấy điểm M nằm trong tam giác này. Lấy điểm M nằm trong tam giác. Tiếp theo là vẽ các tia AM. Vậy là xuất phát từ A đi qua điểm M. Vẽ cái tia đó là tia AM. Tia này các em có thể kéo dài hơn nữa. Kéo dài hơn nữa về phía M. Tương tự vẽ tia BM và tia CM. Đó là câu A. Sang câu B. Vẽ tam giác IKM. Tam giác IKM. Thầy vẽ đoạn thẳng KM trước. Lấy điểm I và vẽ được tam giác IKM. Lấy điểm A nằm trên cạnh KM. Lấy điểm nằm trên cạnh KM. Và bây giờ mình lấy điểm B nằm trên cạnh IM.
Để vẽ giao điểm N của IA và KB. Vậy là ta nối I với A, nối K với B. Chúng cắt nhau tại một điểm, đó chính là điểm N. Vậy là các em đã biết cái tam giác này và một số yếu tố liên quan. Bài 5. Cho đoạn thẳng AB bằng 4 cm, vẽ đường tròn tâm A bán kính 2 cm với đường tròn tâm B bán kính 3 cm. Gọi CD là giao điểm của hai đường tròn. Gọi I và K lần lượt là giao điểm của AB với đường tròn tâm A và đường tròn tâm B. Câu A. Tính AC, AD, BC, BD và chu vi tam giác ABD. Câu B. Tính IK. Các em đọc đề, vẽ hình vào giấy. Các em quan sát. Trước tiên ta vẽ đoạn thẳng AB bằng 4 cm. Tiếp theo vẽ đường tròn tâm A bán kính 2 cm. Rồi vẽ đường tròn tâm B bán kính 3 cm. Hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm, đặt tên là C với D. Đoạn thẳng AB cắt đường tròn tâm A tại điểm I và nó cắt đường tròn tâm B tại điểm K. Để giải được câu A thì các em phải nối A với C, A với D. Nối B với C, B với D. Nhìn vào hình vẽ, các em sẽ đọc lại toàn bộ bài giải trên hình này. Xin lỗi, nhìn vào hình vẽ các em đọc lại toàn bộ cái đề trên hình. Quan sát hình vẽ ta thấy AC với AD là bán kính của đường tròn tâm A, tức là nó bằng 2 cm. Còn BC với BD là bán kính của đường tròn tâm B nên bằng 3 cm. Từ đó tính ra được AC, AD, BC, BD. Do AC, AD là bán kính của đường tròn tâm A bán kính 2 cm nên AC bằng AD bằng 2 cm. Tương tự như vậy, BC bằng BD và bằng bán kính đường tròn tâm B, tức là bằng 2 cm. Để tính chu vi tam giác ABD thì chúng ta lấy ba cạnh của tam giác này cộng lại. Từ đó ta có chu vi tam giác ABD là tổng độ dài ba cạnh này và bằng 9 cm. Trong câu B, tính IK. Để tính IK thì các em quan sát vào hình vẽ. Ta thấy rằng đoạn thẳng AB nó cắt cái đường tròn tâm B tại điểm K. Nên điểm K sẽ nằm giữa A với B. Đồng thời điểm K nằm trên đường tròn tâm B nên BK bằng 3 cm. Khi điểm K nằm giữa điểm A với điểm B đó thì chúng ta sẽ có AK cộng với KB bằng AB. Thay số vào này,
Các em tính được AK bằng 1 cm. Trong bài yêu cầu tính IK, thì nhìn vào hình vẽ ta thấy điểm Y nằm trên đường tròn tâm A, nên AI bằng 2 cm. Đó là bán kính của đường tròn tâm A. Và dễ thấy điểm K nằm giữa điểm A với điểm Y, nên ta có được AK cộng KI bằng AI. Từ đó các em tính được KI. Do AB cắt đường tròn tâm A bán kính 2 cm nên AI bằng với 2 cm. K nằm giữa A và Y nên AK cộng KI bằng AI. Thay số vào chúng ta tính là được KI bằng 1 cm. Kết thúc buổi học hôm nay thì các em cần nắm những kiến thức sau đây. Thứ nhất là các em phải xem lại các khái niệm về góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù, vân vân. Bởi vì những kiến thức này nó có liên quan chặt chẽ với kiến thức hình học lớp 7. Chào tạm biệt các em.